Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi trên quốc lộ 13 và quẹo vào hướng đường Tiền Sinh để tiến đến cái điểm đến của chúng ta là chùa Hội Khánh. Chùa Hội Khánh này được thành lập, được xây dựng rất lâu và đến cả hàng trăm năm. Bắt đầu chúng ta quẹo đường Tiền Sinh để đến ngôi chùa lâu nhất của Bình Dương. Đây chính ngôi chùa Hội Khánh của chúng ta. Xin thưa quý vị, đây là một ngôi chùa Hội Khánh cổ, được thành lập và xây dựng năm 1741, rất là lâu đời. Nên quý vị nhìn thấy ngôi chùa được xây dựng rất là lớn và quy mô cổ và rất đẹp, nằm ở vị trí rất là đẹp. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, có dịp chạy xe dọc theo quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Dọc trên tuyến đường này, chúng tôi quyết định ghé đến chùa Hội Khánh. Chùa cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 km và cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một khoảng 500 m, thuộc tỉnh Bình Dương. Chùa Hội Khánh được nhiều người biết đến, một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Ngôi chùa này có kiến trúc độc đáo, là nơi đến dâng hương lễ Phật của nhiều tín đồ Phật tử. Ngoài ra, chùa Hội Khánh, ngôi chùa cổ này đã có lịch sử từ lâu đời và nổi tiếng nhất ở khu vực miền Nam, nơi gắn liền với nhiều cột mốc trong cuộc kháng chiến của nước ta. Hiện nay, chùa là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương, di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993. Tại đây, hàng năm, vào những dịp lễ lớn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay các ngày nghỉ, chùa thu hút đông đảo các Phật tử và du khách thập phương về dâng hương, lễ Phật. Chùa Hội Khánh Bình Dương là ngôi chùa cổ có lịch sử hình thành từ lâu đời. Năm 1741, chùa được xây dựng lần đầu trên một ngọn đồi cao. Thiền sư Đại Ngàn được xem là người đã có công khai sơ ra chùa. Đến năm 1861, chùa đã bị phá hủy vì xảy ra chiến tranh. Năm 1868, chùa được Hòa Thượng Thích Chánh Đắc xây dựng lại ở phía chân đồi. Chùa có quy mô với diện tích rộng lớn với nhiều công trình kiến trúc đặc biệt.
các bức tường trong khuôn viên chùa còn được điêu khắc bởi các họa tiết tỉ mỉ mang tính chất nghệ thuật cao. Nổi tiếng nhất là hai bức được gắn vào chánh điện của chùa Bộ Bao Lam Thập Bát La Hán và bức Phù Điêu Tứ Thời. Đây là hai tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao mà vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay. Đặc biệt, ở khu vực sân chùa, còn có một tòa tháp cao 9 tầng ứng với 9 vị trụ trì đã mất. Tháp này được xây dựng nhằm tỏ lòng biết ơn với những sư thầy đã xây dựng và phát triển chùa. Nhà chùa còn xây dựng riêng một ngọn tháp 7 tầng nằm ở phía bên trái. Khi đến chùa, bạn có thể đến khu vực tầng trệt để mua các vật phẩm như vòng đeo tay, kinh sách nhà Phật hay tượng Phật. Hiện nay, chùa Hội Khánh còn được biết đến với tượng đài Phật cao 22m là công trình ấn tượng và nổi tiếng. Phía dưới tượng đài được chia làm hai phần. Phần trệt rộng 23m và có chiều dài 64m được thiết kế dùng để dạy học, thư viện. Còn khu vực tầng trên thì được dùng để thờ tượng Bổn Sư Thích Ca Nhập Nhiệt Bàn dài 52m và cao lên tới 12m. Đây là công trình tạo nên tiếng vang lớn cho chùa, được kỷ lục châu Á công nhận là tượng Phật nhập Niết Bàn trên mái chùa dài nhất châu Á.
Chùa Hội Khánh còn gắn với những câu chuyện lịch sử trong thời kỳ chiến tranh, cũng được xem là một trong những nơi xuất hiện nhiều anh hùng yêu nước. Tiêu biểu nhất phải kể đến Hòa Thượng Từ Tâm, vị sư đã bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo, nơi xuất thân của nhiều nhà sư yêu nước, đức độ góp phần trong cuộc kháng chiến. Giai đoạn năm 1923 đến 1926, chùa Hội Khánh còn trở thành trụ sở của Hội Danh Dự, nơi quy tụ nhiều nhà yêu nước nổi tiếng, trong đó có cụ Nguyễn Sinh Sắc, người thân sinh ra Bác Hồ. Hiện nay, chùa là địa chỉ tu học của nhiều Phật tử.